xin chào các bạn đã quay trở lại với vlog của Dinh Dinh. Với vlog trước thì mình đã chia sẻ với các bạn những khó khăn mà khi mình làm tiếp viên hàng không bạn gặp phải. Vậy thì video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn khi làm tiếp viên hàng không thì các bạn sẽ nhận được những gì. Bất cứ công việc nào cũng vậy, đương nhiên là sẽ có cái tốt và cái không tốt. Dinh đã nói hết cho mọi người biết những cái khó khăn mình sẽ gặp phải khi mà mình làm tiếp viên hàng không rồi. Vậy các bạn có thắc mắc là nếu như mà khó khăn nhiều như vậy hay là khó khăn tới nỗi như vậy thì tại sao các bạn vẫn rất là nhiều người làm tiếp viên hàng không, vẫn rất là nhiều người đi theo cái nghề này mà không bỏ? Đương nhiên nó phải có cái gì đó để giữ chân tụi mình lại, và những cái điều đó là những cái mà mình cảm thấy rất là hợp lý và rất là xứng đáng để mình có thể cố gắng vượt qua những cái khó khăn kia. Vậy thì bây giờ mình sẽ nói vào luôn, mình sẽ nhận được những gì khi làm tiếp viên hàng không nha. Thứ nhất đó chính là cơ hội đi du lịch miễn phí. Thực ra các bạn cũng biết việc mà để mua một tấm vé máy bay đi chơi thì nó cũng không phải là rẻ gì. Nếu như mà săn sale hơn nha thì cũng rẻ rẻ được xíu, nhưng mà rẻ thôi chứ cũng đâu thể nào miễn phí được, đúng không mọi người? Và cũng không thể đi thường xuyên được. Và đó chính là cái mà lợi của tiếp viên hàng không mà rất 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 là nhiều bạn mong muốn làm tiếp viên hàng không chỉ vì cái lợi ích này. Đó là các bạn sẽ đi làm nhiệm vụ cho hãng hàng không, mình sẽ bay, ví dụ như mình đi thì mình đã được bay từ Sài Gòn đến Nhật và Hàn Quốc nè. Thì mình đã đi chơi ở Nhật và Hàn Quốc rất 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 là nhiều lần, tới nỗi mà có những lần mình chán quá, mình không biết đi đâu nữa, mình nằm ngủ trong khách sạn luôn. Tức là nhiều khi một tháng mình đi 2-3 lần luôn á. Việc mà các bạn có cơ hội đến những nước khác, đến những nơi khác thì đó là một điều rất là hay, bởi vì các bạn sẽ được trải nghiệm cái văn hóa nè, cái kiến trúc mới nè, hoặc là những cái ẩm thực mới nè mà ở nước nhà mình không có. Thì các bạn sẽ được mở mang tầm mắt và mở mang kiến thức của bản thân mình. Thậm chí là bạn còn có thể kết giao được thêm rất là nhiều bạn bè mới ở cái khu địa phương đó nữa. Thì cái cơ hội du lịch miễn phí này mình cảm thấy là một cái lợi mà ai cũng mong muốn và là cái lợi lớn nhất, cho nên là mình đã đem nó lên là số 1 đầu tiên. Khi mà các bạn đi đến đây đến kia rồi thì mình miễn phí vé máy bay rồi đó, nhưng mà còn ăn ở thì sao ta? Vậy thì các bạn sai rồi. Đó là điều thứ hai mà các bạn tiếp viên hàng không nhận được từ các hãng hàng không. Đó là các bạn sẽ được lo cho chỗ ăn, chỗ ở luôn. Thường thì khi các bạn đến một nơi khác hoặc là một đất nước khác không phải là cái nơi mà bạn đang sinh sống thì hãng hàng không sẽ đặt khách sạn cho bạn ở. Và thường thì khách sạn sẽ phải từ 4 sao trở lên. 4 sao thì đương nhiên là sẽ rất là đầy đủ tiện nghi, rất là đầy đủ an ninh, an toàn và rất là thoải mái cho các bạn tiếp viên có thể nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi, cũng như là chuẩn bị cho chuyến bay kế tiếp. Đó, ngoài ra thì mình cũng sẽ có một bữa ăn sáng tại khách sạn luôn. Và đa số, hầu như là hầu hết tất cả các hãng hàng không á, tại vì tất cả những cái hãng mà mình biết đến hiện nay đều có chi trả thêm chi phí cho các bạn để có thể ăn uống. Tức là họ không có lo cho các bạn như là book đồ ăn hay là đặt nhà hàng cho các bạn tới ăn trưa ăn chiều, nhưng mà luôn có thêm chi phí cho các bạn. Giống như là ví dụ như hôm nay bạn đến Đà Nẵng đi thì sẽ cho bạn vài trăm ngàn một ngày, hôm sau bạn đến Hàn Quốc thì sẽ cho bạn vài trăm ngàn một ngày gì đó để các bạn có thể ăn trưa và ăn chiều. Thì có nghĩa là nếu như mà chỉ cần là bạn không phải ở cái nơi thành phố mà bạn đang ở thì công ty hàng không sẽ lo hết từ chỗ ăn chỗ ở cho các bạn luôn đó. Ngoài ra thì còn có xe đưa đón các bạn từ sân bay về đến khách sạn và từ khách sạn ra đến sân bay để các bạn có thể đi làm. Cũng như là có một số dịch vụ tùy khách sạn nha, thì có một số dịch vụ là khách sạn sẽ có xe đưa đón các bạn tiếp viên đi ra khu trung tâm chơi nè đó, thì cái đó là sẽ tùy vào dịch vụ của khách sạn khác nhau. Ngoài ra thì nếu như mà những bạn nào là người nước ngoài của cái hãng đó, ví dụ nha, bây giờ tụi mình ở Việt Nam đúng không, thì những bạn như là Hàn Quốc nè, Nhật nè, Trung Quốc rồi Thái Lan gì đó, thì những bạn đó là những bạn nước ngoài so với Việt Nam mình, thì các bạn nó sẽ được lo cho chỗ ở tại Việt Nam để các bạn có thể thuận tiện đi làm. Ngược lại, nếu như mà tụi mình là người Việt Nam và tụi mình đi làm cho những hãng hàng không ở nước ngoài, ví dụ như là làm cho Emirates nè ở Dubai hoặc là Eva ở Đài Loan đó, tức là khi mà tụi mình là người nước ngoài ở một nước khác thì mình cũng sẽ được những hãng hàng không đó lo cho chỗ ở luôn. Thì chỗ ở đây là sẽ là một chỗ ở cố định để bạn có thể ở đó rồi ăn ngủ nghỉ ngơi để tiện cho cái việc đi làm, và cái chi phí đó là thường hãng hàng không sẽ chi trả hết và các bạn tiếp viên sẽ không phải chi trả cái số tiền đó nữa. Cho nên là khi mà các bạn đã được làm tiếp viên hàng không rồi thì các bạn không cần phải quá lo lắng về cái việc ăn uống đi lại của mình, bởi vì tất cả những cái đó đều bao gồm ở trong cái phúc lợi mà hãng hàng không đã dành cho tụi mình đó. Thứ ba đó là một điều mà mình biết là rất 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 là nhiều bạn quan tâm, rất 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 là nhiều bạn để ý, rất 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 là nhiều bạn thắc mắc và tò mò luôn, ai cũng muốn biết hết, đó chính là mức lương của các bạn tiếp viên hàng không. Thực ra thì mức lương của tiếp viên hàng không sẽ được tính theo GDP của từng nước. Ví dụ như mình là người Việt Nam đi thì công ty Việt Nam sẽ trả cho mình tính theo GDP của Việt Nam, nhưng nếu như trả cho một bạn tiếp viên nước ngoài thì đương nhiên là lương của các bạn tiếp viên nước ngoài sẽ cao hơn mình, bởi vì sẽ tính theo GDP của nước bạn đó. Ví dụ như nước Hàn, nước Nhật thì GDP cao hơn mình thì đương nhiên là lương của các bạn sẽ cao hơn. Và ngược lại, nếu như mình đi làm ở nước ngoài, người ta cũng chỉ chi trả lương cho mình theo cái GDP của Việt Nam thôi, nên là
đó sẽ là một chuyện rất là bình thường nếu như mà có sự chênh lệch về lương của các bạn tiếp viên khác quốc tịch nhau. Tuy nhiên thì cho dù là quốc tịch gì đi nữa và mức lương chênh lệch nhau như thế nào đi nữa thì cái mức lương của tiếp viên hàng không vẫn là một mức lương khá trung bình cao đó. Thực ra thì đối với bản thân Vinh đó, trước khi mà Vinh trở thành tiếp viên hàng không á thì Vinh luôn nghĩ là lương của tiếp viên hàng không sẽ rất là cao. Tuy nhiên khi mà Vinh đi làm một thời gian rồi á thì Vinh cảm thấy là thực ra nó cũng không cao lắm. Nó chỉ gọi là nếu như mà so với lại những bạn sinh viên mới ra trường nè thì nó quá cao so với những bạn sinh viên mới ra trường luôn. Nhưng nếu như các bạn làm ngành nghề khác thì các bạn vẫn có thể tìm được một công việc có một cái mức lương đó, tuy nhiên là sẽ đòi hỏi tuổi nghề và đòi hỏi kinh nghiệm của các bạn khá là nhiều. Thì đương nhiên là nếu như so ra thì lương tiếp viên hàng không cao ở chỗ là tụi mình vào một cái là được cái số tiền đó luôn. Nhưng mà những bạn khác thì phải dùng thời gian 5 năm, 10 năm, thậm chí là 15, 20 năm để có thể thăng tiến và đến một cái chức cấp quản lý hoặc là cao hơn để có cái mức lương bằng tụi mình. Cho nên là so ra thì mức lương của tiếp viên hàng không là một mức lương khá là cao và ai cũng mong muốn. Nhưng mà mình cũng không muốn các bạn hy vọng quá nhiều cho nên mình nói trước là nó không phải là cao kinh khủng như mọi người thường nghĩ đâu. Đó, thì ngoài cái việc lương bổng ra thì tụi mình cũng đương nhiên là cũng sẽ được thưởng nè, được quà vào những dịp lễ hoặc là những dịp Tết. Đó, thì đó tất cả những cái đó đều là những cái lợi mà tiếp viên hàng không sẽ nhận được. Và thứ tư đó chính là vé máy bay miễn phí. Cái này ai cũng thích luôn nè, đúng không? Có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi mình luôn á là cho được không? Trời ơi, khó ghê đó. Tuy là mình có vé miễn phí nhưng mà thật ra thì đương nhiên là số lượng cũng sẽ có hạn. Tuy nhiên mình bật mí với các bạn là số lượng có hạn nhưng mà vẫn rất là dư dả cho bạn và gia đình có thể đi chơi. Vé miễn phí này thì tùy theo chính sách của mỗi hãng hàng không đều sẽ có một số lượng vé nhất định để cho nhân viên của mình. Và các bạn tiếp viên hàng không cũng như vậy, các bạn cũng sẽ có quyền lợi nhận được những cái tấm vé đó và các bạn có thể đi đến bất cứ nơi nào mà hãng hàng không của mình có đường bay. Vé máy bay miễn phí đó sẽ là của hãng mình đang làm và đến bất cứ nơi nào mà hãng mình có đường bay luôn các bạn. Thì nó sẽ rất là tiện, tức là mình đi làm, mình có thể vừa kết hợp vừa đi làm vừa đi chơi, đã có cơ hội đi chơi miễn phí rồi mà bây giờ mình còn được tặng vé miễn phí nữa thì có nghĩa là mình đi chơi luôn mà cũng không cần phải trả tiền vé luôn đó mọi người. Thì đó cũng là một cái lợi rất lớn của cái nghề tiếp viên hàng không mà rất là nhiều bạn mong muốn. Và cuối cùng đó chính là cơ hội thăng tiến. Rất là nhiều bạn thắc mắc là ủa làm tiếp viên hàng không xong rồi sao nữa ta, mình làm mấy năm 30 tuổi nghỉ hả, hết làm rồi xuống mặt đất làm được không, ủa rồi không làm tiếp viên nữa làm gì. Đó đều là những cái câu hỏi rất là bình thường thôi và chính mình á, mình cũng đã từng có những cái câu hỏi đó. Và cho đến khi mà mình đi làm tiếp viên rồi luôn, mình vẫn luôn tự mình hỏi mình và tự mình dằn mặt mình bằng cái câu hỏi đó luôn á mọi người. Nhưng mà sau một thời gian mình đi làm á thì mình mới phát hiện ra là mình mới nhận ra là cho dù làm tiếp viên hàng không thì các bạn vẫn có cơ hội thăng tiến rất là cao. Rất nhiều bạn nghĩ là xuống mặt đất làm á thì làm công việc gì bây giờ, công việc đó có tốt không, có được phúc lợi như tiếp viên hàng không không, tiền lương có cao như làm tiếp viên hàng không không. Đó thì có rất là nhiều bạn sẽ thắc mắc. Nhưng mà mình nói thật là cơ hội thăng tiến thì sẽ rất là nhiều và rất là xa luôn. Mình ví dụ nhá, thường thì các hãng hàng không sẽ có các bạn tiếp viên thường nè, rồi tức là tiếp viên khoang hạng phổ thông nè, xong rồi tiếp viên khoang C, rồi thương gia, rồi các bạn tiếp viên trưởng, rồi sau đó mình có thể lên nữa là những người gọi là cấp cao hơn thì gọi là giáo viên. Đó, sau khi mình làm giáo viên xong mình còn có thể thăng chức làm quản lý, tức là các cấp quản lý của tiếp viên hàng không. Rồi mình nói chung là cái cơ hội thăng tiến của mình nó rất là nhiều và nó rất là xa và dài. Các bạn đừng nhìn như vậy thôi mà nghĩ là làm tiếp viên hàng không giống như là chôn cái cuộc đời mình ở trên cái chiếc máy bay xong rồi sau này không làm nữa là thôi. Thì thật sự là nó không phải như vậy, các bạn vẫn có rất là nhiều cơ hội để có thể thăng tiến và mỗi lần thăng tiến đồng nghĩa với việc là mỗi lần tăng lương đó. Cho nên là các bạn không cần phải quá lo lắng là mình sẽ dậm chân tại chỗ hoặc là mình sẽ không có con đường khác để đi. Nghề này vẫn có rất là nhiều con đường và con đường rất là rộng mở. Và đó là tất cả những cái mà mình cảm thấy là nếu như các bạn làm tiếp viên hàng không thì các bạn sẽ nhận được khá khá. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều cái lợi khác mà những cái lợi bé bé lặt vặt nhỏ nhỏ. Ví dụ như là khi mà mình ra đường ai hỏi mình làm nghề như vậy, mình nói làm tiếp viên hàng không thì ai cũng rất là trầm trồ, ai cũng rất là thích, ai cũng rất là kiểu như là yêu mến mình. Đó cũng là một cái rất là mà mình rất là thích là được mọi người yêu mến vì cái nghề nghiệp của mình. Đó, và được mọi người tôn trọng bởi vì nghề tiếp viên hàng không thực ra cũng là một cái nghề mà được khá là nhiều người coi trọng á. Đó thì sau tất cả những gì mà mình đã nói thì từ những cái lợi ích này
này đến lợi ích kia, lợi ích nọ, thì không biết là các bạn có muốn làm tiếp viên hàng không không ta? Nếu như mà các bạn muốn làm tiếp viên hàng không thì nhớ hãy subscribe cái YouTube channel này của Dinh, bởi vì Dinh sẽ thường xuyên đăng rất là nhiều clip liên quan đến là tiếp viên hàng không, cũng như là chia sẻ cho các bạn rất là nhiều bí quyết thi tuyển, cũng như là giúp các bạn hiểu rõ hơn về nghề tiếp viên hàng không. Và nếu như các bạn còn câu hỏi gì và muốn biết thêm gì về nghề tiếp viên hàng không cũng như là về Dinh thì mọi người nhớ hãy comment ở bên dưới nha. Đừng quên like luôn video này cho Dinh nha. Ok, bye bye, cảm ơn mọi người đã xem video này nhé.